Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 21. Short. Short. Feature noun. Sock. Sock. Feature noun. Trainer. Trainer. Feature noun. Trouser. Trouser. Feature noun. Pyjamas. Pyjamas. Feature noun. Jacket. Jacket. Feature noun. Medium. Medium. Feature adjective. Extra small, extra small, extra large, extra large, outground, outground, pitchy attitude, allow, allow, pitchy noun, bell, bell. Hello everybody. Okay, now we learn unit 21. Outgrown clothes. Ta outgrown clothes mean đây dạng nà. Tạm đàn. Merian P. Mopay Moy the Opney to Moy the Group. What size are you? Tanya Pet Tom Pompana. Sai Sine Kitum Hom Ruka Knan. What size are you? Niki Chong Yeta Tanya Pet Tom Pompana. JP Smilian Pet, Kau Owls by Jen. And Nuku Jen have what size are you? Nokonong Merian Niku on Jul. Ompi Kapra Pra. Bị a lot of, a lot, a few, only, couple, plenty of. Như rốn cứ bị bình chạy kéo ta quantifier môi chùm luôn. Hãy nói không mê rê ni đá cứ kê nì dây ông bị talking about clothing sizes. Mê rê ni dây ông bị tùm hôm nay ca flip bẹ xâm lê một bẹ. Chấm mê rê tha outgrown clothes nó mình này dạng này chẳng tạm đàn chứ mùi lực rưu tình ọc lía lực rưu ban riêng trong thọt và lật chi vi tổ ở bồn bồn riêng cứ chi vi sắc xâm rạp bồn riêng xoay xoay bồn ảnh mơ vi tổ ní bần tỏ vì bồn riêng nó sẽ là hơn bồn ảnh mơ rừng lực lăng vậy. Look at the picture cử lệ mơ rụp hiếp. What are they going? Ta phụ kê tờ nè. What are they doing? Ta phụ quạt nữa ngài. Ok, phụ quạt nữa ngài. Cầm phong thủ này. Listen to hiếng and vụt thị. Đọc hiếng hay nâng vụt thị. Who need to buy the most clothes? Ta nô nà, trâu cá tinh. Xâm liệm bẹt tràn bồng phật. Đọc đọc tình ọc nế. Script 7.21.1. Hi, Vati. I'm going to the shops because I need to buy some new clothes. Do you want to come along? That would be great. What do you need to buy? I've outgrown a lot of my clothes, so I need to buy a lot of stuff. Like what? I have plenty of skirts and jackets, but they are all too small, so I need to buy a couple of jackets and a few skirts. Okay. What else do you need? I have outgrown my only pair of black trousers, and all of my shirts are extra small, and I'm a medium now. Wow, you've grown a lot. Do you need anything else? I have some white shorts and a few pairs of blue shorts, but they're all too small for me now. I also need a couple of pairs of shorts, as I've outgrown the ones I have. You're going to need plenty of money here. Is that all you need? No. I have some t-shirts, but they're all extra large, and they're too big for me. And I have only one pair of jeans that fit me, as all the rest are too small. Do you need to buy anything with him? I promised my grandfather I'd buy him a new pair of pajamas. The ones he has are extra large and much too big for him. I've also outgrown my trainers, so I want a new pair. Okay, let's go to town. Okay. Chúng con ai stop bàn thế? Match the picture to the word in the box. Write the answer in the notebook. Example A. Shirt. Shirt. A. Skirt. Xong bột ta rụp hiệp mùi nà. Shirt. Sock. Xong chướng. Rụp hiệp mùi nà. T-shirt. Áo dứt. Chin. Cowboy.
jacket, our jacket, pyjamas, pyjamas, sock, khẩu clay, trainer, sweat chân cài lá, trouser, khẩu. Listen, check and repeat. Tập ôn tập hay check mới. Script 7.21.2. A. Shirt. B. Jeans. C. Pajamas. D. Socks. E. Skirt. F. Trainers. G. Shorts. H. T-shirt. I. Jacket. J. Trousers. Chúng con mơ được kịp nắng bồn vô lấy việc hạ niệm. Pyjamas. Pyjamas nó cứ xùm đề vẹn dân kê nhé. Về dân kê nhé, dân xùm đề xùm đề vẹn nè. Còn tại tham phòng ra, tham sọc sài rồi gọi. Tham tí krong, tham miên, tham ọt. Tại dân xùm đề vẹn nà bê thương ấy. Cứ là nắng pyjamas. Chúng ta vẹn à nó. Mình thật pyjamas, pyjamas. Ôi tập vẹn bê là nghĩa nắng pyjamas. Anh ấy cứ jacket nè, phồn mới thì áo jacket nè, mà nè, jacket nè. Chúng phồn đọc và xa thiết và sân phồn đọc cho bài. Listen and complete the sentence, write the answer in your notebook. Chúng phồn ai đọc nâu thêm nè, mà xa thiết. Và ở đây phồn ai chăm đọc thêm đi các bạn. A. Outgrown. Outgrown mà bị outgrown, mình là thông hua. Outgrown, và đấy cái xe thì phải thông phố. Skirt nó xung bột, chạy khi thì dân nó nhưng thông phố mà nhỉ. Vì ở trâu là nghiệt tùm hôn bao dưỡng á. Hãy lắp ôn sẽ đọc thêm đi tạm đó. Tape script 7.21.3. A. I've outgrown a lot of my clothes. B. I have plenty of skirts and jackets. C. I have outgrown my only pair of black trousers. D. I have some white socks and a few pairs of blue socks. E. I also need a couple of pairs of shorts. Listen again, number the sentence as you hear them. A. You're going to need plenty of money. Plenty of nó cứ tràn. Chẳng nạ nâng trâu ca lôi chỉ tràn. Hiếng. I need to buy. Khiếm trâu tỉnh. Couple of nó mặc cù. Áo. Cú hai nâng. Xong bốt bị bạch. I'll also outgrown. Outgrown mà bị outgrown. Thông hua. Nhưng mà thông hua sẽ bạch chơi mà khiếm phòng ra. Chẳng hạn bệnh chứng nó bị thông hồ. I have some t-shirt, but they are all extra light. Khiếm miên áo dưới khắc có bệnh tế phụ bị thông bệnh. I need to buy a lot of stuff. Khiếm trao ca tinh vầy vầy chỉ tràn stuff vầy vầy xinh xinh. I have some white sock. Khiếm miên xong chứng hồ sọ. Look at the picture above. Cô lấy một rút kiếp khăn lớn. About nó khăn lớn. Complete the sentence with the words in the box. Write them in your notebook. Chẳng phụ ôn mơ này. A lot on tràn. A lot on tràn. A few people only nó tạp nó. A couple nó mặc cù. Plenty on tràn. Chẳng phụ ôn ai bùng bình cho lọt nó cùn ai mơ. Ai bùng bình bản thế. Can you feel them? Use the word to talk about your clothes with your partner. A lot of, a few, only, a couple of, plenty of. How many pair of socks do you have? Ta nè miên srom chương phần màn cú. I have a few pair of socks. Chúng phần ai xua như cú. Có bản thân để xa là cú thọt. Chỉ video chứng ngư màn ai. Ở phần thôi cả chứ cú bạn. Add the sock. Look at the picture. Where is it? What do you do there?
Look at the picture and read the story. Who spent the most money? Spend nó cứ chùm này rồi cứ chạy. Ta đã nói chạy rồi chẳng một phút. Hiên and vật thi are in the cloth shop. Hiên hay nâng vật thi nó có nông hàng lụi xung liệm việc. Hiên has plenty of money. Hiên mình lời chạy chạy. Hai niên trâu ta tinh xung liệm việc chạy chạy. She buy a lot of medium size shirt. Nếu tên nhờ ao tùm hôm là môm chỉ chẳng. Hai vật thí tên và chương kỳ lá tầm mùi. Tên mà cú á. Tầm mầm hiếng này. She buy a couple of pair of jeans. Nếu tên kho của bói mà cú hay nâng sống bốt bị bày. She still has plenty of money. Nếu nâu tầm miễn lời chẳng. Để chứ nâng tên ao jacket mà cú. She buy a lot of socks. Liên tinh xong chương chỉ tràn hai ao dứt bị bày. Vụt thí tinh xung liệm bẹt kênh tại một cụ thể. Một cụ nâng chồng đã ao nâng khâu nâng á. Khi hào ở phía nâng. Của niềm nâng đi kì dịp phía nào. Cảm xe miền án á. Để chạy khít chân đài. He now has no money left. Quát ai lâu cứ ở lời à. Ở miền lời nó xa lê. Lẹp nó bọn nó xa lê. She only has a 2,000 real life. Nếu nó xa là bị bây bọn bọn nó. Để cho nên ai tình. Khao. Tên mà cụ thiệt bản. Bản hai nhân. Khao khai mùi thiệt bản. Xa là bây bọn. Trong lục hiệp đang bổ mới khởi nhé. Read again. Put a tick if the sentence is correct and a cross if it incorrect. Write the answer in your notebook. Chẳng phụ này mơ là tập bọt. Nè, thằng lớn ý. Tao vì mơ này mới vì correct rất là incorrect. Hiến mình lời chỉ trả. Một thí tinh bài chương cái lá bị bài cụ. Nếu tinh khâu của bối mà cụ a couple of nó là pi á. Mà cụ mà pi cụ. She buy a juice jacket. Nên tên áo jacket bị bày. Vụt thí tên pyjama tên mùi thế. Nên tên trouser mẹ khó tên mùi phù bọn nó. Nhưng bọn mới mùi ná vì correct incorrect bọn ảnh mơ ảnh bọn. Ví dụ mùi mùi nó hay đã correct incorrect. Read again. Match the sentences to the picture in activity 1. Write the answer in your notebook. Chẳng phụ mơ mà xa thế đó. Ấy, phụ đã mơ tao mùi ná vì chỉ activity 1. Hiến hay nâng vật thí nó có nông hàng lụi xâm liệm vẹn. Bí, niên tinh xong chương chỉ tràn hai nâng ao dứt bị bày. Xí, niên tinh xong bút bị bày. Đí, niên tinh ao tùm hôm là bom chỉ tràn. Ý, niên miên nó so là bị bày bọn đi. She still has plenty of money. Nhưng nâu tìm miền lời. Look at what the fish tank. Cái lệ mơ nè. Fish nó trầy tháng đôi nhà nè. À hào tháng ấy. Nhưng hào thùng thang ấy nè. Còn ta đi cao. Hào cao trong trầy á. Fish tank. Use the picture and the word in the box to complete the story. Ủa mơ. A lot nó mới ra dừng một bên pi đó. A few mà đó only bên pi đó. A couple bên pi đó. Plenty đứng tràn bên tầm đó thế. Chẳng là bọn chăm đặt hơi chăm một bên tầm đó. 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 Tape script 7.21.4. But he breeds fish for fighting. And he sells them for money. He has a lot of different colored fish. He has a few yellow fish, and he sells them for around 5,000 reals. The red fish are his best fighters, but he has only one. They sell very quickly and cost 15,000 reals. If you look closely, you will see that he has a couple of green fish. They are very small, and they are not for sale yet. He makes sure
that he has plenty of blackfish because they are very popular. They cost 8,000 reals and they are very good fighters. He also has a couple of big purple fish. These are his favorite fighting fish and he fights them after school and on weekends. He has only one orange fish, which he will never sell. It was a gift from his grandfather and he loves it a lot. Would he breed the bakat pui trai? Breed the bakat pui. Would he bakat pui trai some rap fighting? Come clear, white clear. But trai have come clear. The trai come a fighting fishing. How got look put we ban loy to track? Have got your look we rock loy. A look put we in New York loy. From that, a look your loy. Quát nó cứ miền trai để miền po khóc lại khi chỉ chẳng quát miền thì kể lại này trai po lưỡng hai quát lụa bộ vía xâm rạp và hai chi phạm quản lý à trai po của hôm nó cứ chỉ nẹ chọn là trai đài fighter nên nẹ bị giật nẹ khắm đài ôm phát bọc quát chẳng là bị một cái khắm kia có vấn đề quận miền này thì tèm mùi chẳng hạn chẳng quan những cái ôn lê đi còn mình bộ vía cứ lụa lứa đó hai bên nằm lấy một mớ làm quan liền và sân nẹt mờ chết tấu nẹt là khơi tha quận miền này kì Greenpeace trai bỏ bài to mình bộ vía nó cứ tội hai bộ vía nó cứ mình sầm rạp lụa là lại thì quận ban bình nhất ở cho bạn hạt tác quận miền là ấy kia nè trai phọc màu mạch vì bố bố viên cứ miên bởi chiếc bây ná phọc chứ lờ bố viên miên nằm lây bằng bầy bọn riêng hay bố viên cứ chiến nhạc kéo very good fighter và cái khám á quất miên là niệm trai bò purple bò xoài thông thông mạch hay chẳng ní cứ chia fighting fit mà trai cấm á để cho chất chính cái bọc quạt hay viên cứ quay phụ viên vẫn to bình là cho đàn đạo về khăn nhé về mò hiến rồi phụ viên khăn đi lên nhé hãy nói thằng này trong sọc ra quát miên này kia nè trai bò từ cội mùi đại quát mà đại lục tê viên cứ chịu nói vì chị ta bỏ quát hơi quát chưa chật viên mạch chẳng bật sân bồn sạp quát bàn quát cho bà thấy bồn ai mơ xa lần với nhé at the health center health center nó cứ mình đôi sọc thiệp health center. Look at the picture. What are Naoko and Akina doing? Ta Naoko hay nàng Akina nó cầm phong thừa ấy. Why are they doing this? Hay là ấy ban chỉ quát cầm phong thừa này. Còn mới là cầm phong điệp chọn bọn thầy kế. Draw the t-shirt in the notebook. Match the word in the box with the t-shirt. Write the answer in the notebook. Small, tối, extra large, medium, extra small, large. Extra small cái trong dễ thay vì tối chứ. Chào, extra large. S nó mới thay small. Âm nó mới thay medium. L là large. The XL nó mới thay extra large. Đại dương thọp khơi nhà ngọc nông khẩu tụng nôn mình cũng vậy nhé dương tự tính như hào dò XL dò L dò ấm dò S vậy chẳng hạn á chứng mình là S nó mới là small ấm mới là medium ấm nó ngay dò lệch ấm nó gửi ra medium là ngay đó L nó gửi light L nó thông hay đó XL này kia extra light nó bị thông món á chúng phụng dô lấy phụng trọp ta khơi xung liệm vẹt dô ế dô âm lệ âm đẹp lệ đẹp tì tăng ế âm hay chẳng á chẳng là nâng phụng dô lấy nè lâu càng này dô lấy bác thay em tiên á nông mê riêng dựng nâng phụng lên chung ngọn dô lệ ế dô lệ âm dô lệ âm lệ đẹp chẳng mớ khơi nhạc nhạc phụng look at the picture and read the story. Match the paragraph to let the picture. Akina is happy. Akina nâng chui nào cộ chỉ môi xe liền bẹ xong rạp
mình đô sổ phiếu nếu bạn rộp nếu rộp khơi rộp thông thông chỉ chán sai của bạn tôi bị bấy hai nâng khâu của bôi mà cú a couple of như là bí này tùm hôm dạy bây chư bu tùm hôm lồng bom bì cù mà cú á, a couple lắm mà cú vì bây chư bí chẳng thà a couple lại and only one extra small skirt hay nâng sầm bút tôi nè, sầm bút tôi extra large extra small เอ็กซ์ตร้าสมอลนะเอ็กซ์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 เอ็ก
XL mà cùng hai năng là sống phút thông mùi Akina rộng mơ khơ nhờ cặp tạp rộng mơ cặp tạp tọt tạp tọt thì nó hay cặp bạn khơi a couple extra small head mùa tội mùi cụ miền bài chương thông bị bài cũ hai năng khao của bói chữ trắng của bói thông chữ trắng hai năng là strong đại lô strong đại thông thông mùi cụ bọn nó thông mơ được biếm for in the last bag nó là tạp trong cõi kìm phát nó có bàn rộ khơi nhà mùa thông mùi cụ bài chương tùm hôn là môn bị bài cũ hai nâng khâu của bội tùm hôn XL XS tôi chứ chỉ tràn hai nâng xong đây tôi mùi cũ bật nó bốn mơ được hiếm lắm bật sân là bật bác bốn ảnh mơ xa lăng của nhé Mark the word in the box to the picture write the answer in your notebook chứng bốn mơ được hiếm phần ngọt niệm vì lĩnh mối đào đọc vì shirt, áo, boots, bảy chân, bú, hat, mũ, sọc, sòm chướng, cổ, sòm đầy, skirt, sòm, bột, jacket, áo, jacket, bột, sport, áo, jacket, yeah, áo, jacket, ấy. Shoes, bảy chân, chin, khâu, của bói, sọc, khâu, clay, dress, dress, ngư, robe, dress. Việc kẻ đó từng bù lên tèm đo, ngư, hào, dress, ngư, hào, thà, robe, á. Bell, size, của bạn. Chứng bốn ai bùng bình bàn thế. Hãy lấy trong sản phẩm bình tạm ở đó. Listen, check and repeat. Tape script 7.21.5 1. Dress 2. Belt 3. Jacket 4. Shirt 5. Boots 6. Skirt 7. Shorts 8. Hat 9. Socks 10. Gloves 11. Shoes 12. Jeans. Read the story again. Are the sentences true or false? Write the answer in your notebook. Chúng bố này ăn khăn lỡ. Ta đi ăn cái này. Hãy mở mở cái này. Ta viết true or false. Akina find a lot extra light dresses. Akina find only one light skirt. Nako find a few small belts. Akina finds a few pairs of extra light shoes. Nako find a lot of extra light hats. Nako finds a few pairs of small clothes.
Read the story again and scribble the word in bracket to complete the blank. Blank thì chỉ lo thế. And write the sentence in your notebook. Chúng bồn ai triệp về chia correct word mà. Lớp bồn chăm sạp tèm đó. Tape script 7.21.6. 1. Akina finds a few small birds. 2. Akina finds a couple of pairs of medium-sized boots. 3. Naoko finds a lot of extra small dresses. 4. Naoko finds a couple of pairs of extra-large-sized boots. 5. Akina finds a lot of large jeans. 6. Naoko finds a few pairs of medium-sized shoes. Bồn ai sạp bàn thế, bà sân sạp ọt bàn, bồn ai sạp xa lòng vinh. Use the word in the box. Tell your partner what you found. Found một việc find. ប្រាប់ពាក្យក្នុងប្រអប់ប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកបានរកឃើញនៅក្នុងប្រអប់សម្លៀកបំពាក់ a lot ច្រើន a few be by only a couple extra small small you have s m medium l large extra large xl. I found a lot of small shirts. Found nó cứ một bịa find rồi khởi thêm bàn rồi khởi ao tôi chỉ trả. I found a few large skirts. Thêm bàn rồi khởi sống phốt thông thông bị mày. Và nó không bị riêng dễ cứ ôn vô trán chết trán âm bị xâm liệt âm bẹt close, như họ là close hay nâng dồn ổng phí quantity bạc đường bán đầm bay nì dây ổng phí xong liền bẹp bà sân bôn ở toàn chức bạc cả lại nà mối bôn ảnh mơ video cụ xa làng quýnh đầm bay ở bốn dồn càng là chức bạc thay tiền chân lục nông mê riêng unit 21 outgrown clothes mê nê ra xong liền bẹp đài vì trong thời bị thông hóa nhưng vẽ đó cứ vì hoạt cao vì hoạt xì cái này tùm hôm mới đó đi vì khóc tùm hôm dẫn nhưng hào ta out front close nó có nông mê đến đôi lúc rưu đi dây khẳng đàm nhưng cứ bồn dù chạy đăng chán ông bị biện xong liệu biện hay là biện mình chạy bị bạc đàn mán tùm hôm nó có nông mê đến nâng. Và xong bác con phố mốt để bàn chung lại về lý mơ video lục cư vị đa vô đặt chọc. Và chúng mình biết phố mốt được học kia. Goodbye!